bạn đã sẵn sàng để đương đầu với cha con nhà ông Béo chưa? Đây là quà tặng nhân ngày 1 tháng 6 của hai đứa con của anh. Cái này là cho con bé 7 tuổi, đây là cho thằng nhóc 13 tuổi. Cho nên đố các bạn đoán được là 13 tuổi, 7 tuổi, đứa nào trong nhà anh đòi cái món đồ chơi này? Đoán được chưa? Chính xác, đó chính là cái đứa 40 tuổi. Anh là người tự lên mạng tìm thấy hai cái súng nước này, xong rồi anh đặt hàng, anh mua về và anh háo hức để tặng cho con anh. Tụi nó không hề biết và không hề đòi thứ này, bởi vì thực ra cái người mong mỏi cái món đồ chơi này nhất là cái đứa trẻ bên trong của cái ông bố 40 tuổi đó. Bởi vì nếu anh nhớ về cả cái tuổi thơ của mình á, thì ngày anh còn bé, gia đình anh không có điều kiện, gia đình anh cũng khó khăn lắm. Tức là có tới ba đứa con mà, rồi ba anh đi làm ở nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Cho nên thật sự là để lo lắng cho bọn anh thì rất rất là cực. Và cả một cái tuổi thơ của anh, bọn anh không bao giờ được mua đồ chơi hết. Và đó là điều rất là xa xỉ đối với anh. Và nó là cái sự thèm khát rất lớn ngày anh còn bé, hiểu không? Rồi thậm chí sau này cái mà anh nhận ra nữa, thực chất có khi cũng không phải là đồ chơi. Bởi vì cái thời anh còn nhỏ, đồ chơi cho con nít á, cũng không phải là quá đắt. Nhiều khi chỉ là bi, chỉ là mấy tấm hình để tạc hình rồi chợ cầu, thì cái đó anh có thể nhìn tiền ăn sáng để tự mua được, cũng không có cái nỗi nào đâu. Nhưng mà cái điều mà anh thiếu thốn nhiều nhất cái ngày anh còn nhỏ, đó là bố của anh không bao giờ có được thời gian để chơi với anh hết. Tại bố làm việc rất là cực. Bố anh làm việc từ 6 giờ sáng đến bệnh viện, rồi làm suốt tới 4 giờ rưỡi chiều. Đón anh về xong, ông ăn một bữa ăn rất là nhanh, để rồi sau đó làm phòng mạch từ 5 giờ rưỡi chiều cho đến 8-9 giờ tối. Và sau đó chỉ coi tivi một chút rồi đi ngủ thôi. Every day. Thì cái tuổi thơ của anh thiếu vắng cái điều đó. Và mình vẫn tưởng đó là một cái điều rất là bình thường. Thì có gì đâu, ba mẹ phải đi làm chứ, còn con cái thì đi học rồi chơi với nhau, chơi với hàng xóm thôi. Nhưng mà mãi đến sau này khi mà anh lớn lên, rồi anh đi học, rồi anh làm về giáo dục, rồi anh nghiên cứu rất là sâu về tâm lý, thì cái mà anh nhận ra là gì? Là đôi khi những cái tổn thương ngày còn bé của mình, cái tổn thương mà nó làm cho mình đau nhất, đó là cái tổn thương mà mình tưởng là mình đã vượt qua nó rồi, mình tưởng là mình đã quên nó rồi, và mình tưởng là nó chả là gì cả. Nhưng đối với cái đứa bé 6 tuổi, 7 tuổi đó, có khi tổn thương đó là rất lớn, sự thiếu thốn đó là rất lớn, và nó đi cùng với cái đứa trẻ đó cả cái quãng đời trưởng thành của chúng ta sau này. Đây là một cái khái niệm được phân tích và phát triển rất là hay trong cái khía cạnh chữa lành tâm lý, mà cái người chia sẻ với anh cái điều này đó là thầy Thích Nhất Hạnh, trong cái cuốn sách là Chữa Lành Cho Đứa Trẻ Bên Trong, Healing the Inner Child. Rồi sau này là một cái bài pháp thoại trên YouTube nữa, các bạn cũng có thể xem, anh để link trong description. Thì thầy Thích Nhất Hạnh là cái người đi rất là sâu, và thầy dành rất là nhiều cái tâm huyết để giúp chúng ta quay trở về kết nối lại với chính mình, và rồi nhận diện ra cái đứa trẻ bị tổn thương ở bên trong của mình, và có cái nỗ lực nho nhỏ mỗi ngày để chữa lành và mang lại cái sự bình an cho cái đứa trẻ đó. Và điều kỳ diệu là khi đứa trẻ đó được chữa lành, thì cái người lớn, cái phiên bản trưởng thành của chúng ta cũng được chữa lành. Thì đó là cái điều rất rất là sâu sắc và rất là hay trong cái chia sẻ của thầy Thích Nhất Hạnh. Thậm chí là mọi người đừng nghĩ là thầy làm quá lên, bởi vì thật ra sâu trong tâm hồn của chúng ta luôn có cái đứa trẻ thiếu thốn và đứa trẻ bị tổn thương đó, không ít thì nhiều. Một cái rất đơn giản nè, là các bạn có biết là vì sao đứa trẻ khóc khi nó chào đời không? Chúng ta cất tiếng khóc chào đời, tại sao không phải là tiếng cười chào đời? Ủa, happy birthday mà, mình chào đời mà, sao đứa trẻ nó không cười khi nó chào đời? Sao nó không ca hát khi nó chào đời? Hoặc không đơn giản là im lặng khi nó chào đời, mà nó lại khóc khi nó chào đời? Bởi vì ngay khi bước vào cái cuộc đời này, cái cảm giác đầu tiên của đứa trẻ đó là sự sợ hãi, khi nó bị cắt đứt cái sự kết nối với mẹ. Bởi vì khi ở trong cái bào thai, đứa trẻ nó có được một cái sự bình an, cái sự an toàn rất là lớn. Và đứa trẻ được kết nối với mẹ bằng cái dây rốn. Và qua cái dây rốn đó, nó nhận được chất dinh dưỡng, nó nhận được tất cả cái tình thương của mẹ. Cái khoảnh khắc mà nó chào đời là lúc mà nó bị cắt đứt khỏi cái sự kết nối rất đặc biệt đó. Và đứa trẻ nó hoảng sợ. Cho nên, đứa trẻ nó mới cất tiếng khóc chào đời.
đó là cái tổn thương đầu tiên. Dĩ nhiên là nếu một cái đứa trẻ may mắn nó lớn lên trong một cái gia đình mà bố mẹ có thời gian, có điều kiện và đặc biệt là có những cái hiểu biết và tâm lý và cách thức nuôi dạy con để yêu thương, kết nối và liên tục cho cái đứa trẻ đó cái cảm giác bình an, cái cảm giác được bảo vệ, thì đó là một đứa trẻ thật sự rất là may mắn, thậm chí trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Còn lại thì hầu hết những đứa trẻ có khi không có được cái sự may mắn đó, bởi vì cuộc sống áp lực lắm các bạn, đúng không? Ngày hôm nay mặc dù là cái xã hội phát triển tiên tiến hơn, nhưng mà việc nuôi nấng một đứa trẻ thì nó đòi hỏi một cái chi phí cao lớn hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Cho nên là bố mẹ phần đông vẫn cứ quần quật làm việc, giống như bố của anh, giống như mẹ của anh ngày xưa, bận rộn lắm. Và những đứa trẻ không có được cái sự kết nối đó, không có được cái sự gần gũi đủ đó, và chúng cô đơn, và chúng cảm thấy bị bỏ rơi chẳng hạn. Thì cái cảm giác đó về sau này, thêm những cái biến cố trong cuộc sống nữa, mỗi người mỗi khác, nó sẽ định hình lên cái tính cách của chúng ta khi chúng ta trở thành một người trưởng thành. Sẽ có người trở nên thèm thuồng cái sự quan tâm, cái sự chú ý của người khác hơn. Sẽ có những người rất cố gắng để làm tất cả mọi thứ để người khác nhận ra mình, tôn trọng mình, quý mến, yêu thương mình. Rồi ngược lại cũng sẽ có người thu mình lại và tạo ra một cái vỏ bọc xù xì để tự vệ. Sẽ có những người trở nên đâu có, hung dữ hơn. Sẽ có những người thể hiện sự tổn thương của họ bằng nhiều cái cách khác nhau. Thì trong suốt 15 năm mà anh làm cái công việc huấn luyện, hỗ trợ về mặt cảm xúc, tâm lý, rồi định hướng cho mọi người, thì một cách nào đó cái câu chuyện mà cái đứa trẻ bên trong này nó tỏ ra cho anh rất nhiều những cái cảm nhận sâu sắc. Và thậm chí nó mở ra một cái khoảng thời gian rất nhiều năm tháng mà anh thực hành việc đó với chính bản thân của mình. Khi cá nhân anh nhìn thấy được cái sự chuyển biến cực kỳ ấn tượng và ý nghĩa từ những cái học viên của mình, khi họ có thể quay trở về và kết nối, an ủi, yêu thương và rồi chữa lành được cho cái đứa trẻ bên trong của chính họ, thì it's beautiful. Cho nên là ngay bây giờ anh cũng muốn các bạn có được cái cảm nhận rất là đặc biệt đó, cái bài học rất đặc biệt đó của anh. Thì xin chia sẻ với các bạn cái câu chuyện của một bạn học viên của anh, bạn Thủy. Nếu so với cái khó khăn ngày còn bé của anh thì cái thử thách của Thủy chắc nó khó gấp 7, gấp 10 lần, bởi vì bố mẹ của bạn ly dị. Và cái tuổi thơ của Thủy, bạn cứ bị đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại giữa bố và mẹ của mình, để rồi nó tạo nên một cái sự cô đơn, cái sự thiếu thốn rất lớn trong tâm hồn của cái đứa trẻ 10 tuổi đó. Và rồi đến lúc mà cái sự bất an, cái sự tự ti và cái sự cô lập tổn thương đó lên tới đỉnh điểm năm 26 tuổi, thì Thủy quyết tâm đi tìm cái câu trả lời cho mình. Và cái điều làm anh xúc động nhất là cái khoảnh khắc bạn tự nỗ lực, và hay làm sao đó bạn cũng tự tìm được tới cái bài giảng, cái chia sẻ của thầy Thích Nhất Hạnh và thực hành nó để rồi chữa lành được cái tổn thương của mình. Thì khi đó tự khắc nhìn ra được cái con đường cho cuộc sống, cho sự nghiệp, cái sứ mạng mà bạn muốn theo đuổi, và có một sự sẵn sàng cực kỳ lớn để theo đuổi nó bằng cái sự yêu thương, cái sự sẵn sàng và bằng một cái năng lượng cảm xúc rất tích cực và tươi tắn của bạn. Cho nên xin được chia sẻ với nhau cái câu chuyện mà mang lại cho anh rất nhiều cảm hứng trong cái việc đối diện, nhận ra và chữa lành cho đứa trẻ bên trong của mỗi chúng ta. Thì để đạt được kết quả trên, thì lý do để em đạt được kết quả trên thì em đã trả lời được cái câu hỏi lớn nhất mà khi em bước vào khóa học này, đó chính là nỗi sợ lớn nhất của bản thân em là gì. Thì em sợ bị bỏ rơi, em sợ bị mọi người xa lánh. Thế cho nên em đã xây dựng sự phòng vệ của bản thân mình với tất cả mọi người. Để trả lời câu hỏi trên ấy, thì em gặp khó khăn thứ nhất là em phải kết nối được với bản thân mình. Thì khi em kết nối được với bản thân mình thì em mới kết nối được mọi người. Thì bước đầu khi em kết nối ấy, thì trong em đó là một sự trống rỗng, nó không có gì cả. Và để bắt đầu thì em cứ tự đặt ra câu hỏi bản thân mình thôi, là tại sao em có những cảm xúc này, tại sao em hành động như vậy, tại sao em lại cư xử như vậy và không phải cư xử khác. Và em cứ hỏi bản thân, và nhiều lúc em hỏi đến phát điên luôn ấy, bởi vì nó khó quá. Em trả lời được câu hỏi thứ nhất, xong nó sẽ tiếp theo câu hỏi thứ hai, và nó cứ tiếp tục như vậy. Nhưng mà sau khi mà em trả lời những câu hỏi này xong ấy, thì em cảm thấy em thương bản thân mình, và em biết là em cần phải dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Và em an ủi bản thân mình, và sau khi mà em hiểu được bản thân mình nhiều hơn,
thì em biết được bản thân mình mong muốn gì, mình cần gì, và đấy cũng là một lý do mà em có thể tạo dựng được những thói quen mới gần đây, như là dậy sớm hoặc là đọc sách, bởi vì em biết được rằng lý do chính xác là em muốn, tại sao em muốn làm việc đó, thì em mới kiên trì được. Và khi mà em kiên trì được, em tạo dựng được nhiều thói quen, em cảm thấy hạnh phúc hơn, em cảm thấy bình yên hơn. Và sự bình yên của em, sự hạnh phúc của em, khi em đã đủ rồi thì em lan tỏa được đến mọi người. Và em rất mong chờ sau khóa học AYP này, con người mới của em, một bản thân mới. Em hy vọng mọi người cũng sẽ tìm được hành trình mới bản thân mình. Và bài nói chung em, đến đây là hết. Cảm thấy như thế nào ngay bây giờ sau khi hoàn thành? Thấy nhẹ nhõm, xong rồi. Nhưng mà em thấy em có làm được tốt như em mong đợi không? Được, em đã nói ra hết những cái mà em muốn chia sẻ với mọi người. Alright. Rồi, TA của Thủy có gì muốn chia sẻ về chặng hành trình của bạn mình không? Em rất là tự hào vì bạn, tại vì á, thật ra là ở cái chặng đầu tiên á, bạn rất là trầm tính, bạn không có thể hiện bất cứ một cái gì hết bởi vì những cái biến cố trong quá khứ mà bạn đã trải qua. Nhưng mà sau đó bạn nói với em là bạn sợ bị vô cảm nên là bạn quyết định phải đi học để mà bạn tháo cái chuyện đó. Ban đầu á, chặng đầu tiên á, thì bạn rất là bất chấp, có thể thấy được cái sự bất chấp của bạn. Bạn bất chấp để mà bạn che đậy đi những cái cảm xúc thật ở bên trong của bạn, của mình. Nhưng mà khi em hỏi thì bạn lại không trả lời được ý nghĩa là tại sao bạn làm những cái việc đó. Rồi cho đến cái cú chặng một á, thì nó có một vài cái bạn cảm thấy là bức bối trong lòng, tại vì sau khi bị em vặn vẹo thì bạn cảm thấy rất khó chịu, và cái đó là cái thời điểm mà bạn chủ động, lần đầu tiên bạn chủ động bạn hẹn em và bạn 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 nói là bạn đã nhận ra được cái mà bạn đang giấu là cái gì rồi. Xong rồi từ cũng từ cái lúc thời điểm đó cho đến hết cái chặng đường còn lại, chặng hai, rất là ok, bạn biết được tại sao mình làm cái việc đó, bạn tìm được cái ý nghĩa, và bạn journaling mỗi ngày, bạn viết nhật ký mỗi ngày về cái cảm xúc của mình. Rồi bởi vậy cho nên là hôm nay mới có Thủy ngày hôm nay, và Thủy ở đây để mà Thủy present cho mọi người. Beautiful. Cảm ơn Thanh. Cái cục mà em che giấu trong cái trong trong suốt cái giai đoạn đầu đó là cái gì? Cái cảm xúc hay cái nỗi sợ gì mà em che giấu hoặc là em không nhận diện ra được thì nó là cái gì vậy? Như em vừa kể thì là em sợ bị bỏ rơi, bởi vì thực sự là do gia đình em, tức là bố mẹ em ly dị từ em hồi còn bé, thế cho nên em bị đá lại giữa bố và mẹ. Ngoài ra thì lúc mà em đi học ấy thì em cũng bị kiểu bạo lực học đường ấy, tức là bị cô lập. Những điều đấy nó khiến cho em, tức là nó càng củng cố cho việc là nếu mà em không cố gắng vào bất kỳ việc gì, hoặc là em không, tức là em không xuất sắc vào một vấn đề gì đấy, thì em sẽ bị mọi người xa lánh, mọi người bỏ rơi. Thế cho nên khi mà em đứng trước đám đông thì em luôn nói với bản thân mình là mình phải làm điều tốt nhất, mình phải làm rõ nhất. Thế cho nên em bị sợ ấy. Em tạo một cái áp lực rất là lớn lên cho em và em rất là sợ, cho nên là cuối cùng Đúng mình sợ quá là bị cô lập, mình không dám làm gì hết. ạ. Đúng ạ. Ok, Thì anh thực nghĩ ra là thì cái sự tổn thương và cái nỗi sợ đó từ thời thơ ấu đúng không, đặc biệt là trong gia đình của mình là một điều thật sự rất là khó khăn. Vậy thì Thủy đã tìm cách để sống với nó và chuyển hóa nó như thế nào trong mấy tuần vừa rồi? thật ra thì lúc mà em nhận ra được cái nhận thức đấy của mình ấy, thì đầu tiên là em đã rất là ngạc nhiên, bởi vì em không nghĩ là em có nhận thức đấy. Em cứ nghĩ là em vượt qua rồi, em không sợ nữa. Thế nhưng mà khi em nhận ra được thì xong, em ngạc nhiên, xong sau đấy em thì thương bản thân nữa. Bởi vì bé như thế mà đã phải, tức là em đã phải tạo nên cái vỏ bọc bản thân mình để che lấp đi mọi người. Xong rồi em tâm sự với bản thân mình nhiều hơn, em an ủi bản thân mình, em không đi tìm kiếm những cái sự an ủi từ bên ngoài nữa. Bởi vì lúc trước là em có vấn đề gì em sẽ đi kể cho bạn bè, xong rồi nhưng mà vấn đề của em nó vẫn ở đấy. Thì cho đến hiện tại thì em cảm thấy bình yên hơn rất là nhiều. Thực sự thì em biết được rằng là ngoài không có ai bên cạnh em thì có chính bản thân em ở bên cạnh em. Em trò chuyện với lại cái con bé nhỏ nhỏ đó bằng cách nào? Vâng, thực ra thì em đi bộ, thì lúc đấy là cái khoảng thời gian mà không có ai. Em đi bộ ở ngoài đường, em nhìn thấy mọi người đang tập thể dục. Xong rồi ở chỗ nhà em thì có cũng đoạn đường cây xanh ấy, người ta mới xây. Thì đi ở đấy không có ai, là em vừa đi bộ mình, em vừa tâm sự bản thân mình là tại sao hôm qua lại có những cảm xúc như vậy. Thì để em vừa trả lời với câu hỏi thì nó sẽ gỡ ra dần hết những cái mà suy nghĩ của em, hoặc là tự ảnh hưởng từ quá khứ này, hoặc là tự ảnh hưởng người khác. Và sau đấy xong thì em biết thế ra mình suy nghĩ như vậy. Ví dụ như là em cảm thấy cô đơn, em là kêu là ví dụ như hôm nay chẳng hạn, mặc dù em biết rằng cái nhận thức đấy của em là do em sợ đấy,
Nhưng mà em sẽ luôn nói với thân mình là không sao đâu, không sao. Nếu mà không có ai công nhận ấy, thì có em ở bên cạnh em, thế nên cứ yên tâm đi. Thế là em bớt sợ đi. Rồi, rồi, rồi Thủy có bao giờ trong trí tưởng tượng của mình đi ngược về quá khứ và ngồi cạnh và ủi an cái cô bé Thủy năm bao nhiêu tuổi đó không? Có, lúc mà em đi chạy bộ về xong ấy, thì em có ngồi dành cho mình 5 phút để ngồi yên tĩnh. Xong rồi sau đấy em viết nhật ký. Nhật ký xong em thấy là này, thì em sẽ ngồi hỏi bản thân mình là à, thì ra bị như vậy thì vấn đề là do đâu, vẫn là quá khứ. Em cứ ngồi tự hỏi, tự trả lời. Em dùng cái này em không biết em dùng tác dụng thế nào nữa, nhưng mà em cứ ngồi tâm sự nói chuyện như vậy và cứ nói chuyện như thế. Xong rồi và cho đến hiện tại thì em tự nhận thức được rằng là đấy chỉ là của quá khứ, và cho đến hiện tại em là một người 26 tuổi rồi, thì sẽ có em của 26 tuổi đồng hành với em năm 10 tuổi. Ai hướng dẫn em làm cái đấy đó? Em có xem review ở trên YouTube ấy ạ. Thì có một quyển sách là của thầy Thích Nhất Hạnh ấy, là trò chuyện được bé 5 tuổi ạ. À, anh cũng tính chia sẻ với em nhưng mà em tìm được rồi, hay quá. Thì cách đây 2 tuần anh có lên lên chỗ của thầy Minh Niệm á, xong rồi anh với thầy cũng ngồi trò chuyện, trao đổi rất là nhiều. Thì đó, thì thầy nói là cái việc mà chữa lành cho đứa trẻ bên trong của mình á, đúng không, thì là cái rất là quan trọng, mà cái đó là cái mà thầy Thích Nhất Hạnh có chia sẻ, cũng có làm cái đó rất là hay, bằng cái thiền để trò chuyện với đứa trẻ 5 tuổi, đúng không? Thầy gọi là 5 tuổi thôi, thật ra đối với em là con bé 10 tuổi á. À, anh nghĩ đó là cái sự chủ động rất là lớn ha, và anh nghĩ là đúng là cũng có thể là cái sự vặn vẹo của Thanh ha, nhưng mà nó cho em cái sự nghiêm túc, đúng không, để đi vào bên trong và lắng nghe, thấu hiểu và nỗ lực tìm kiếm luôn để mà tự chữa lành được cho chính em, là cái rất là giỏi. Hỏi cái cuối cùng thôi, nếu vậy khi mình chữa lành rồi á, thì không biết là mình đã mang lại được cái gì cho những người xung quanh, cho nên nếu bây giờ giả sử anh có gặp ba hoặc mẹ hoặc là bạn thân mà hỏi là dạo này Thùy nó như thế nào, Thủy như thế nào, thì họ sẽ nói gì? Ra thì em cũng hỏi mọi người là mọi người có thấy em dạo gần đây có vấn đề có thay đổi gì không ấy, thì mọi người bảo với em là thấy em dịu dàng hơn với mọi thứ, cái cách nói chuyện với Bớt mọi người. xù xì hơn, đúng không, bớt xù xì để tự vệ hơn, đúng Đúng không? ạ. Ra mọi người là gồm những người nào? Em gái em, mẹ em, bạn bè của em và mọi người trong nhà thờ nữa cũng như vậy. Sắp tới có một việc gì đó mà em tính làm nữa không, bên cạnh chuyện chữa lành cho em? Có, thì thực ra là em đăng ký khóa học bởi vì em chuẩn bị đi truyền giáo. Vâng, thì tháng 6 này em sẽ đi truyền giáo. Thế nên em lúc trước khi đi thì em đã cảm nhận được là chết rồi, mình vẫn chưa chưa sẵn sàng để đi, nhưng mà em rất là muốn đi. Thế là em nhờ một buổi bói bài tarot tìm ra được lý do tại sao. Tức là anh ấy hỏi em rằng là anh không biết là lý do tại sao em như thế nào, thế nhưng mà anh thấy em nốt sợ rất là lớn. Và sau buổi bói bài tarot đấy xong, nó bần thần suốt 2 tuần để em chính thức xem lại, tức là tìm hiểu xem là bản thân mình đang muốn gì. Và lúc đấy em không có cái lớp nào khác, em biết mỗi khóa học của anh Chí thôi, và em quyết định em sẽ đăng ký. Và em đăng ký xong bước vào đây và em đã trả lời được gọn Không, gàng. không hỏi là hồi đó mày bói tarot ở đâu để mà vô học, để tao thiên hạ thằng đó luôn, để nó đi bói cho nhiều người hơn, hả không? Nhưng mà tao hỏi là sắp tới là đi truyền giáo, đúng không? Ok, beautiful. Chỉ là anh nhắn gửi là trước khi đi giúp đại chúng ha, hoặc là giúp cộng đồng, anh gửi gắm thôi, là đến một ngày nào đó Thủy thấy em bình an hơn rồi và cái vết thương của em nó nhẹ nhẹ nhàng hơn rồi, thì nhớ có thể sắp xếp thời gian để tâm sự với mẹ hoặc là bố, nói cho họ nghe những gì em đã trải qua và nói cho họ nghe là em đã bình an rồi. Đối với họ đó sẽ là một điều rất là nhẹ nhõm đối với họ, bởi vì cái chuyện mà bố mẹ trải qua là chuyện họ không có muốn đâu, rất là khó khăn, và trong cái giai đoạn đó họ cũng đã rất sợ hãi là họ đã gây tổn thương cho em, và họ biết là họ đã gây tổn thương cho em, và họ sẽ luôn có một cái sự lo lắng mà không dám nói ra. Thì cái việc mà em tự chữa lành được và em đến nói bố mẹ ơi, ngày đó con đã rất là khổ sở nhưng bây giờ con bình an rồi, con nói để mẹ biết, rủi mẹ có ấy thì mẹ mừng cho con, thì cái việc đó đối với mẹ em hoặc là với bố em nữa sẽ là một cái sự nhẹ lòng rất là lớn đối với họ, và biết đâu họ tâm sự việc này việc kia với em rồi em có thể san sẻ được cho họ nữa. Thì trước khi giúp cộng đồng có khi mình phải giúp người thân trong gia đình của mình trước Nào. nha, cho nên anh gửi gắm sự an lành đó đến với em và gia đình nha. Cho nên có tin anh chưa?
anh nói với các bạn là trong suốt 15 năm anh đi dạy và huấn luyện á, thì cái người mang lại cho anh cái cảm hứng và cái niềm tin lớn nhất trong công việc thực ra không phải là những người thầy của anh, cũng không phải là những tấm gương thành công, những doanh nhân vĩ đại, mà cái người mang lại cái cảm hứng và niềm tin lớn đó là học viên của anh. Là những cái bạn trẻ có vẻ rất là bình thường, sống một cái đời sống giản dị, nhưng khi họ có cho mình cái sự nghiêm túc để đối diện với những cái thử thách của riêng mình và rất kiên trì, rất là dũng cảm và bền bỉ để vượt qua được nó, thì họ là người thầy của tôi. Họ là người cho anh cái niềm tin và cái sự trưởng thành, cái sự thay đổi, cái sự chuyển hóa bên trong của mỗi chúng ta để tiếp tục cái công việc của anh cho tới ngày hôm nay. Và cái câu chuyện vừa rồi là một trong số rất nhiều những cái câu chuyện cho anh cái niềm tin về cái việc quay trở về để lắng nghe, để thấu hiểu tâm lý, cảm xúc, kết nối được với chính mình. Và khi đó chúng ta đánh thức được một cái năng lượng rất rất là chân thật ở bên trong của chính mình. Ok. Cho nên là chúng ta có thể làm một cái phần thực hành cùng với nhau, cái chia sẻ và cái bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh. Đó là các bạn có thể thả trong cái comment ở bên dưới nếu các bạn thật sự nghiêm túc ha. Mọi người có thể chia sẻ lại là cái ngày còn bé của mình, trong cái tuổi thơ và quá trình trưởng thành của mình, cái việc gì, cái khoảnh khắc, cái sự kiện gì mà có khi mình nghĩ là mình đã quên rồi, nó cũng không quá quan trọng, nhưng ngày hôm nay nếu mình sống lại cái khoảnh khắc đó thì mình nhận ra có khi là cái sự tự ti, có khi là nỗi sợ hãi, có khi là cái cảm giác bị bỏ rơi, cái sự cô đơn, cái tổn thương của cái đứa trẻ ngày còn bé của chính các bạn là cái khoảnh khắc nào, và cái vết thương đó là cái gì. Khi chúng ta nhận diện được nó, đó là bước đầu tiên để chúng ta có thể từng bước làm lành cái vết thương đó. Mọi người có thể thả và chia sẻ trong cái comment ở bên dưới. Ok. Rồi chưa? Anh mong là các bạn có cái phần tham gia chủ động và tích cực của mình ha. Còn lại, khi mà ngày đó anh được thầy Thích Nhất Hạnh dẫn dắt qua cái video clip và cái phần meditation của thầy, thì cái ký ức đầu của anh là năm anh 7 tuổi, một cái buổi chiều anh thức dậy và thấy chị anh thì lớn hơn anh nhiều, chị đã đi chơi rồi. Rồi anh của anh thì lớn hơn anh 2 tuổi, thì anh được mời đi dự sinh nhật của một người anh họ, mà bởi vì xe chỉ có một chỗ nữa thôi, cho nên là cậu của anh chỉ rủ anh của anh thôi, cho nên là anh bị bỏ rơi. Thì cũng là một bữa ăn sinh nhật thôi mà, đâu có gì quá nghiêm trọng đâu. Nhưng mà đối với cái thằng nhóc 7 tuổi đó, cái khoảnh khắc buổi chiều ngày hôm đó anh thức dậy sau cái giấc ngủ và nhận ra là xung quanh mình không còn ai hết. Rồi ba má anh thì túi bụi làm phòng mạch ở dưới nhà. Chị của anh thì lớn rồi, đi chơi. Anh của anh cũng đi chơi. Thì anh cảm thấy cô độc kinh khủng. Và anh đầy cái sự ngờ vực về bản thân của mình. Anh không thể hiểu được là tại sao lại không rủ anh đi chơi, không rủ anh đi ăn sinh nhật. Rồi anh nghĩ là có khi vì mình xấu xí, mình như thế này thế kia cho nên mọi người không có thương mình. Anh rất là đau đớn. Và anh còn nhớ là cái buổi chiều ngày hôm đó, anh chạy lên trên cái phòng học ở trên lầu, anh lấy một cái trái banh và anh đá nó vào tường. Nó dội ra, anh lại đá nó vào tường. Trái banh nhựa mà chúng ta hay chơi còn bé đó các bạn. Và anh cứ đá vào tường răm 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 răm. Anh đá tới lúc mà hai cái bàn chân anh nó đỏ, nó rát đến nỗi anh không thể đá được nữa. Thì cái thằng nhóc 7 tuổi đó nó ngồi xuống mà nó khóc một mình. Thì đó là cái ký ức và cái khoảnh khắc trong tuổi thơ đó của chính anh. Khi anh nhận ra được và anh nhìn lại được và sống lại cái khoảnh khắc đó trong suy nghĩ và tâm tưởng của mình, thì lúc đó khi anh thực hành á, thì anh không có oán ghét gì ba mẹ anh hết, bởi vì anh biết ba mẹ cực lắm các bạn. Anh chỉ thấy thương đứa trẻ đó thôi. Cho nên là anh ngồi xuống bên cạnh cái thằng nhóc 7 tuổi của chính anh đó và anh dỗ dành nó. Và anh nhắc với nó là nó không có cô đơn. Bạn ở bên cạnh nó. Để rồi sau đó anh có hứa với nó là thôi không sao đâu, mình sẽ dẫn bạn đi chơi. Và các bạn có biết không, kể từ ngày hôm đó cho tới tất cả những ngày tháng sau này, cho tới tận ngày hôm qua là ngày 1 tháng 6 đấy, anh dẫn cái thằng nhóc 7 tuổi đó đi chơi cùng với hai đứa con của anh. Anh có một cái sự nhiệt tình và anh chịu chơi, anh quậy, anh nghịch như một đứa nhóc ở trong nhà của anh. Cho nên anh luôn cười nói là anh thì có hai đứa con mà vợ anh thì có tới ba đứa. Mà cái thằng già đầu là cái thằng quậy nhất, nghịch nhất.
từ chơi bắn súng nước ngày hôm qua anh bắn ướt gần hết cái nhà anh luôn, và vợ anh chỉ có lắc đầu đi trốn thôi. Ba cha con rượt nhau bắn súng nước khắp nhà, xong rồi đè ra lau nhà, rồi đi leo cây, leo rừng, leo núi, rồi nghịch ngợm phá làng phá xóm. Anh rất thích đi chơi với các con của anh, và mỗi lần mà anh đi chơi với hai con của anh và làm tất cả những cái trò nghịch ngợm đó, anh luôn ý thức là anh đang dẫn theo cái cậu nhóc 7 tuổi đó. Và đó là cách mà không những là đứa trẻ đó mỗi ngày nó vui hơn, nó bình an hơn, nó hạnh phúc hơn, cái sự cô đơn và tổn thương đó được chữa lành, mà điều tuyệt vời hơn nữa là con anh có được một cái người bạn 40 tuổi chịu chơi, nhiệt tình, nghịch ngợm. Anh làm bạn được với con của mình, và anh làm được cái điều mà ngày đó anh ước gì bố đã có thời gian để làm với anh. Và anh có thể mang được cái phiên bản ông bố đó đến để tặng cho hai đứa con của mình. Thì ngày đó là một cái điều làm anh mãn nguyện nhất trong cái chặng hành trình làm bố cho tới thời điểm này. Thì đó là cái câu chuyện của sự nỗ lực thấu hiểu và chữa lành cho đứa trẻ bên trong của anh Trí. Và anh mong là nó cho các bạn cái cảm hứng ha, giống như là cái câu chuyện của Thủy đã mang lại cái cảm hứng và niềm tin cho anh, để dành một chút thời gian mỗi ngày kết nối lại với chính mình, nuôi dưỡng lại cái sự bình an và sự chữa lành trong tâm hồn của mình. Và sẽ đến lúc các bạn biến thành một cái năng lượng yêu thương rất là lớn để lan tỏa nó cho những người thân, gia đình, bạn bè, cộng sự xung quanh của mình được. Cái chặng hành trình để nuôi dưỡng sự yêu thương đó, rất mong chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau. À, cái video clip chia sẻ và cái phần hướng dẫn thiền tập để chữa lành cho đứa trẻ bên trong của thầy Nhất Hạnh hay là thầy Pháp Hữu ở Làng Mai thì anh có để trong description, mọi người có thể tìm hiểu chi tiết hơn. Ok. Hãy đăng ký hệ thống kênh của Học viện AYP với hơn 1,1 triệu subscriber để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.